Chương trình đọc truyện hôm nay xin gửi tới quý vị và các bạn truyện ngắn mạch sống. Nhà họ ở cạnh nhau, cùng một giống đất. Mọi người bảo cái đất ấy không lành, có lẽ vì thế mà số phận của họ dường như đã được định sẵn nên giống nhau đến thế. Hai gian nhà cấp 4 xây gần giống nhau, cùng đi chung một ngõ. Những người chủ của hai gia đình ấy cũng có cái nếp sinh hoạt giống nhau. Sáng sáng, cứ tầm sáu rưỡi là hai đứa trẻ lao ra cửa, ý ấy gọi nhau rồi cứu tít cùng nhau đi học. Hai người đàn bà lịch kịch quá cửa, họ chào nhau, nói đôi ba câu rồi mỗi người đi mỗi ngả lo việc kiếm tiền. Chiều chiều, hai đứa trẻ xách hai cái bếp than ra đầu ngõ nhóm bếp, đợi mẹ đi chợ về. Nhà nào việc nấy xong xuôi, đến khi hai đứa trẻ ngồi vào bàn học bài thì hai bà mẹ mới có thời gian trò chuyện với nhau. Hầu như tối nào họ cũng phải trò chuyện một lúc họ kể cho nhau nghe những chuyện họ trải qua cả ngày hôm đó có những chuyện khác thường nhưng cũng có những chuyện chẳng có gì đặc biệt cả ấy thế mà họ vẫn kể một cách say sưa và đầy hứng thú dường như cái việc chia sẻ ấy cũng đã là một thói quen từ lâu rồi hôm nay vừa ăn cơm xong thì đông đã nghe thấy tiếng gọi đồng ơi xong việc chưa chị nhiên à em còn đang rửa bát chị ngồi chơi chờ em chút nhé chỉ nhiên đi thẳng xuống bếp, đứng sát cửa vào, hạ giọng. Này, cô có nghe tin gì không? Đồng hồi hộp hỏi. Chưa, tin gì hả chị? Nhiên bước sát về phía đông, liếc mắt lên phía cu tùng đang ngồi học để chắc rằng thằng bé sẽ không nghe thấy gì, chị thì thầm. Sáng nay ở chợ, chị gặp thằng phó con bà vòng ấy. Vâng, thế có chuyện gì hả chị? Nó bảo là bố lão cát đang ốm nặng, lại cứ đòi phải gặp bằng được mày với thằng cu tùng. Hình như nãy mai gì đấy thôi là lão cát sẽ ra tìm mày về đấy. Thế mày tính thế nào? Đông thần mặt già, kia bối rửa bát trong tay thóng hẳn vào trong chậu. Thật không hả chị? Tao còn nói dối mày nữa à? Đúng là quân chơi cháo, lại còn dám vác cái mặt ra đây nữa cơ đấy. Mẹ cha nó chứ, bà mày cứ không nhận. Không quan hệ gì hết bố của con bà chết từ khi nó chưa sinh ra cơ mà, làm gì còn thằng bố nào ra đây mà nhận. Nhìn cứ thế tuôn xối xả, mắt nhìn chằm chằm vào bức vách trước mặt, hai tay chống ngang sườn, cứ như có một thằng bố nào đấy đang đứng ở đây và đang đòi nhận con của chị vậy. Rồi như sực nhớ ra, chị quay sang hỏi. Này, thế cô định thế nào? Này, này. Đông vẫn thần người ra, mắt nhìn vào cái khoảng vô định trước mặt, nghe tiếng gọi chợt giật mình nhìn lên. À em em còn em em cái gì nữa? Nó mà đến thì tống cổ nó ra khỏi nhà. Quen biết gì với cái giống sở khanh ấy? Đồng sực nhớ ra hiệu cho nhiên nói nhỏ chỉ về phía thằng tùng. Chị đừng nói gì cho nó biết nhé, để em tính xem. Rời ạ, à, tính gì nữa? đang yên lành thế này. Nếu thật như thế em cũng chưa biết phải làm sao. Thôi chị cứ về đi. Đông bỏ dở chậu bát đang rửa, chậm chậm đi vào ngồi xuống mép giường, hai tay vẫn mân mê cái bối rửa bát. Nhiên định nói thêm nhưng thấy vậy đành đi về. Đông ngồi như thế không biết bao lâu, đầu chị lung bung với biết bao suy nghĩ đang xen nhau, tất cả đang dối cả lên, chính chị cũng không biết rõ là mình nghĩ gì nữa, cho đến khi cu tùng gọi chị. Mẹ, mẹ ơi! mẹ sao thế à ừ mẹ không sao mẹ chỉ hơi mệt một tí thôi mẹ đi ngủ trước chốc nữa con nhớ khóa cửa cẩn thận nhé vâng tùng lại ngồi vào bàn học tiếp còn chị lên giường nằm chị cảm giác như đầu mình đang đeo một mớ những thứ lộn xộn không rõ là gì chị tự nhủ hãy ngủ một giấc cho đầu óc tỉnh táo đã ngày mai biết đâu sẽ nghĩ được rõ ràng hơn nhưng khi chị nhắm mắt lại thì tất cả những hình ảnh mà chị đã cố quên từ lâu lại chợt ùa về. Thế mà cũng đã 8 năm có lẻ rồi. Ngày ấy, Đông là một cô gái ngoan ngoãn, chăm chỉ nhất ở cái làng biên giới ấy. Cô có nước da ngăm ngăm, khỏe mạnh, cặp mắt to đen lấy lúc nào cũng như biết cười, biết nói. Gia đình cô thuần gốc miền Đông nên tính cô rất thật thà, hiền lành, chẳng bao giờ xích mích hay nói nặng lời được với ai nhiều bà mẹ trong làng mong muốn có được cô làm con dâu. Không ít những gã trai dập dìu săn đón nhưng cô chẳng hề thấy lòng mảy may rung động. Bố đồng hy sinh từ hồi chiến tranh biên giới, nhà đã nghèo mẹ lại đau ốm suốt, ba chị em cô mải miết làm vườn ruộng quanh năm cũng không đủ ăn. Gặp đúng thời nhà nước có chủ trương mở cửa biên giới, còn buôn từ khắp mọi nơi ồ ạt kéo về đây làm ăn ngôi làng nhỏ bé yên tĩnh của cô cũng như truyền mình và bị cuốn vào cái nhịp hối hả ấy cô cũng theo mọi người đi gánh hàng qua lại biên giới sáng gánh hai bao gạo to tướng lội qua suối sang bờ bên kia bán cho người hoa lấy tiền mua bia chai gánh về bên này bán lại cho dân buôn chỉ vậy thôi nhưng ngày nào cũng kiếm được mấy chục ngàn đồng số tiền mà trước đây cô phải làm cả mấy tháng trời mới có được nhưng chuyện buôn bán ấy cũng không dễ dàng lắm với cô vì cô vốn hiền quá một lần rõ ràng cô gánh từ bên kia về mười tá bia buộc chẳng gọn gàng cô cũng đã đếm đủ trước khi gánh về thế mà khi giao cho mụ béo mụ ấy đếm ra đếm vào thế nào mà chỉ bảo là có chín tá hàng của mụ thì chất đống ngổn ngang thế kia chót xếp lẫn cả vào đấy rồi biết làm sao được thế có nghĩa là chuyến này bao công sức của cô là công không rồi nghĩ tiếc của tiếc công nhưng cô không biết cãi với mụ như thế nào. Bởi cãi được đến câu thứ hai thì cổ cô đã nghẹn lại, nước mắt đã trào ra rồi. Cô đành lùi thủi quay về. Chợt có một bàn tay kéo giật cô lại, lôi về phía mụ béo. Đó là một gã đàn ông độ 32, 33 tuổi, gã hất hàm về phía mụ béo, nói. Mụ kia, rõ ràng tôi thấy mụ đếm 18 sao lại bảo có 9. Định bắt nạt người ta hả? lấy đâu ra mười tôi đếm có chín mụ béo cố cãi gã đàn ông gườm gườm nhìn mụ mụ có muốn tiếp tục làm ở khu vực này nữa không đấy trả cho người ta gã nói như ra lệnh mụ béo đành rút tiền trả thêm cho đông quá bất ngờ và vui mừng cô chỉ kịp lý nhí cảm ơn gã rồi chạy mau về nhà như thể sợ mụ béo đổi ý sẽ đòi lại tiền của cô vậy hôm sau vừa gánh hàng về đến bờ suối bên này cô đã thấy gã đàn ông hôm qua đứng đón sẵn gã bảo cô gánh hàng sang mé đường bên kia sẽ có người mua cho không cần bán cho mụ béo nữa từ đấy hôm nào cô cũng gánh bia về bán cho chủ hàng mới ông ta lấy hàng và trả tiền rất nhanh mà chẳng bao giờ phàn nàn hay nói nặng lời nào cả ông ta là anh họ của gã kia họ ở tận mạn trong ra đây làm ăn nhưng rất có thế chẳng có ai dám tranh giành hay gây gổ gì với họ và cũng từ đấy, Đông quen gã đàn ông kia. Gã tên là Cát, hơn cô 10 tuổi, vóc người gã cao to, khuôn mặt gã sạm đen, hơi lạnh lùng nhưng cũng ưa nhìn. Giọng nói của gã nhẹ nhàng, dễ nghe chứ không nặng như giọng của Đông. Gã quan tâm, giúp đỡ Đông rất nhiều và không biết từ bao giờ cô thấy quý mến gã. Gã cũng đi lại nhà cô thăm hỏi và quan tâm đến mọi người trong nhà cô nhưng gã chẳng bao giờ nhắc đến gia đình cả mẹ đông vẫn có ý lo ngại cho cô bà bảo nó là ma quê biết nó có thật lòng với mình không mà mày dám gửi thân hà con quê đông thường gọi những người phía trong ra đây làm ăn là ma quê ý bảo họ khéo nói khéo làm nhưng sống không thật lòng như người miền đông chẳng hiểu sao nghe mẹ nói thế mà đông vẫn tin là gã sống thật với mình hắn tốt và quan tâm đến mình thế cơ mà đông tin đến độ trao gửi cho gã hết cả ngày ấy có một gã trai cùng làng rất mê đông nhưng cô chỉ quý và coi hắn như một người anh mẹ hắn hay yếu đau mà nhà không có con gái chăm sóc nên thi thoảng đông có ghé qua đỡ đần trông nom bà cụ không ngờ tức tối vì không lấy được đông nên hắn tung tin rằng cô đã ngủ với hắn mà đúng lúc ấy đông lại thông báo với cát rằng cô đã có thai thế là cát tin lời gã kia là thật cát chửi đông không để cho cô kịp thanh minh một lời nào cả gã về quê lấy vợ luôn, không bao giờ quay lại mảnh đất này nữa. Đến lúc ấy thì cái thai trong bụng đông đã được bốn tháng, nhiều người xui đi tìm thầy lang xin thuốc uống cho già, nhưng đông thương đứa bé, nó đâu có tội tình gì. Mẹ con cô phải hứng chịu biết bao nhiêu những lời đảm tiếu, những ánh mắt khinh khi cay nghiệt của xóm làng. Mẹ đông tuổi buồn quá, bệnh nặng dần rồi qua đời. Coi như đời mình thế là hết, cô sống chỉ vì nghĩ đến đứa con, rồi thằng bé được sinh ra giống cát như đúc thằng phó con bà vòm trước theo cát làm ăn biết nhà gã nó bảo để nó dẫn về trong đó tìm gã nhưng với đông tình nghĩa chẳng còn cần gì trách nhiệm đằng nào thì chuyện cũng lỡ mất rồi năm tháng rồi cũng trôi đi mang theo cả những nhọc nhằn đau khổ cả về vật chất lẫn tinh thần của đông mấy đứa em cũng dần lấy vợ lấy chồng và ra ở riêng nhường cho hai mẹ con chị căn nhà cũ đứa con trai khôn lớn ngoan ngoãn là niềm vui sống của chị cũng đã không ít lần nó hỏi về cha nó đông vẫn thỉnh thoảng cho nó xem ảnh của cát và bảo bố con đi công tác xa lắm rất nhớ và muốn về thăm con nhưng chưa có thời gian con ngoan học giỏi thế nào bố về cũng cho con nhiều quà thế là nó yên tâm không hởi nữa chẳng phải là đông hy vọng gã quay trở lại Vết thương lòng năm xưa đã chai lại rồi đến nỗi chị chẳng còn có thể mở lòng ra được một lần nào nữa. Nhưng chị không muốn thằng Tùng mặc cảm với bạn bè rằng nó là đứa không có cha, chị muốn hình ảnh của người cha là một góc sáng và đẹp đẽ trong tâm trí nó. Dẫu thực sự người cha đó không hề xứng đáng được như thế, chỉ cần thấy con vui là chị cũng vui rồi. Đã mấy lần nó vặn hỏi chị vì nghe loáng thoáng ai đó nói lại chuyện cũ, nhưng trước sự khẳng định chắc chắn của mẹ, nó lại tin ngay qua phó chị biết được cuộc sống của cát chẳng suôn sẻ gì cha hắn là con trưởng mà cả mấy anh em hắn chẳng ai đẻ được con trai bản thân hắn cũng ba đứa con gái mấy năm trước mọi người biết vậy đoán rằng thế nào hắn cũng ra nhận con nhưng không thấy có lẽ hắn sợ chị quá căm giận mà không chấp nhận hay vì điều gì đó chị cũng không cần biết nhờ trời thằng bé ngoan ngoãn khỏe mạnh cơ chế mới của nhà nước làm thay ra đổi thịt cái xã biên giới nghèo này việc bán buôn thuận lợi làm cho cuộc sống của mẹ con chị cũng khấm khá dần lên. Chị chỉ mong cuộc sống cứ như thế là mẹ con chị cũng tọa nguyện rồi. Thế mà nay, hắn lại định cu ốp con của chị hay sao? Hắn là một thằng bố không có lương tâm, hắn nỡ bỏ đi không một chút vấn vương gì cả, nay lại quay về mà đòi con hay sao? Cả một đời chị đau khổ, nhọc nhằn, hy sinh, mất mát tất cả là vì hắn. Này chị chỉ có con làm niềm an ủi duy nhất, hắn lại định cướp nó đi hay sao? Chị cứ suy nghĩ miên man như thế cho đến tận khi trời sáng tỏ, thằng Tùng lục sục dậy ở giường bên kia, chị mới ra khỏi giường nấu nồi cháo khoai, dục con ăn sáng. Thằng Tùng ăn xong vội vàng chạy ra cổng, ý ới gọi kê hà rồi cả hai cùng đi học. Chỉ còn mình đông ngồi trong nhà, đang bần thần suy nghĩ thì nhiên sang, thấy chị vẫn còn ngồi đó, nhiên cũng ngồi xuống bên cạnh, thở dài. Cả đêm qua tôi cũng không ngủ được, càng nghĩ càng thương cho cái số phận hầm hưu của chị em mình. Nhưng gì thì gì cô cũng phải nhất quyết không cho phép chúng nhận con, trời Phật chúng nó không cho có con trai, chúng nó phải chịu để bù vào tội lỗi của chúng. Bao năm này chúng nó có thèm tặng đến con cái gì đâu. Nhiên nói như bộc bạch chính nỗi lòng của mình, như thể bố con hạ sắp quay về đòi nó đi vậy hoàn cảnh của Nhiên cũng giống như Đông. Từ lâu lắm rồi, gia đình Nhiên và Đông đã ở cạnh nhau. Khi Đông quen Cát thì Nhiên đã 32, kết tuổi quá lứa nhỡ thì và đã toan về già rồi. Mà do vất vả từ bé, quanh năm làm ruộng và đi biển nên trông Nhiên lại càng già hơn so với tuổi. Những ngày Đông đẻ thằng cu tùng, Nhiên vẫn thường qua lại giúp đỡ. Chị bỗng cảm thấy khát khao hơn bao giờ hết cái hạnh phúc được làm một người mẹ. Thế là bất chấp cái gương tẩy liếp kia, bất chấp tất cả những miệng lưỡi đàm tiếu cay nghiệt của thiên hạ, nhiên chấp nhận đi lại với một người đàn ông dù biết là ông ta đã có vợ con rồi. Sau khi nhiên đẻ thì ông ta cũng lặn bặt tâm luôn. Có lẽ nhiên cũng không đến nỗi căm hận ông ta cho lắm nếu không có chuyện ông ta hứa hẹn sẽ có trách nhiệm và coi mẹ con chị như vợ lẽ con thêm. Cũng có thể là do ông ta cũng khát con trai mà nhiên lại đẻ ra con gái, nhưng chị cũng chẳng cần bận tâm đến tất cả những điều ấy nữa bởi quan trọng nhất là chị đã đạt được điều mình mong muốn. Khác với Đông, ngay từ khi cái hà biết nhận ra sự thiếu vắng của người bố thì nhiên đã bảo với nó rằng bố nó đã chết từ khi nó chưa được sinh ra. Thế nên con bé yên tâm trong cái ý nghĩ là nó mổ côi bố. Cuộc sống của hai người đàn bà ấy có lẽ sẽ cứ trôi đi như thế nếu không có chuyện xảy ra ngày hôm qua. Thấy Đông cứ ngồi nghe mãi mà chẳng nói gì nhiên vừa kéo tay đông đứng dậy vừa nói. Thôi, nghĩ ngợi làm gì cho đau đầu, dậy mà đi bán hàng kiếm tiền nuôi con, xảy ra một ngày là con mình đói, ai lo hộ mình đây? À, mấy hôm nay hàng hóa bên chỗ cô thế nào, có đủ bán không? Sắp Tết rồi nên trong kia họ điện ra dục chuyển hàng về gấp mà chưa biết kiếm đâu ra, nhặt mấy chỗ mà vẫn chưa đủ. Từ hôm cấm biên đến giờ nhà nào chẳng khan hàng hạ chị? có nhà còn tăng giá giao cơ đấy. Thôi chết, chị nói em mới nhớ là sáng nay hẹn với A Asan lấy hàng sớm, có lẽ nó chuyển sang rồi cũng nên. Thôi, chị em mình đi đi. Đồng hối hạ sách túi, khóa cửa rồi cùng nhiên ra ngõ. Hai người đàn bà đi về hai ngả khác nhau, hòa vào dòng người nhộn nhịp với những bộn bề toan tính cuộc mưu sinh cùng hai nỗi lòng nặng đầy suy nghĩ. Chiếc xe khách từ từ rẽ vào bến rồi đỗ hẳn trong bãi xe. Hành khách lần lượt đi xuống. Đám xe ôm ảo tới mời mọc, treo kéo. Xuống cuối cùng là một người đàn ông độ gần 50 tuổi, dáng cao gầy, khuôn mặt vẻ khắc khổ. Gã xe ôm kéo tay ông ta, mời mọc. Bác về đâu cháu chở cho? Cho tôi về chợ một ông ta nói nhanh. Gã xe ôm mau mắn chạy lại nổ máy cho xe chạy. Ngồi sau xe, người đàn ông ngó nghiêng quan sát khắp hai bên đường tất cả như lạ như quen. Vẫn cây cầu ấy, dòng sông ấy mà sao bây giờ sầm uất và đẹp thế. Hai bên bờ sông trước kia toàn là lau sậy, nhà cót ép lụp sụp sau những bụi cây, giờ được thay bằng những tòa nhà cao tầng san sát. Trên cầu người xe qua lại tấp nập, dưới sông, thuyền bẻ hối hả ngược xuôi. Thuyền, xe nào cũng ấp đầy hàng hóa, người đàn ông ấy cứ mải mê nhìn ngắm dù đã được nghe kể trước nhưng ông ta cũng không thể tưởng tượng là mảnh đất này lại thay ra đổi thịt nhanh đến thế. Ông ta chợt mỉm cười khi chợt thấy chiếc xe min khở chất đầy hàng hóa phanh phạch chạy qua, phả lại phía sau một đám khói đen khét lẹt. Chỉ có nói là vẫn như ngày nào, cái ngày mà chính ông ta cũng làm chủ một chiếc như thế để ngày ngày chở hàng hóa từ cửa khẩu về bến xe. Phải, người đàn ông đó chính là Cát ông ta vừa vượt qua hơn 300 cây số để trở ra mảnh đất này, mang theo điều ước nguyện thiết tha của người cha đang cận kề cõi chết. Gã xe ôm dừng lại trước cổng chợ một theo lời cát. Gã lấy của ông ta 3.000 đồng rồi lại vội vã phóng đi ngay. Cát ngơ ngác nhìn quanh. Rõ ràng đây là nơi ông ta muốn đến, dù cảnh vật khác đi nhiều nhưng ông ta vẫn nhận thấy con đường phải đi. Ông ta rẽ sang con đường nhỏ phía bên kia, phía cuối con đường này sẽ là căn nhà có cây mận ngay trước cổng ông ta sẽ vào đó sẽ gặp được thằng con trai bảy tuổi niềm khát khao cố kìm nén suốt hàng chục năm qua của ông ta nhưng liệu nó có chấp nhận mình không nhỉ hay là nó sẽ nhìn mình với một con mắt căm giận khinh ghét tràn ngập hận thù hoặc là nó sẽ chẳng biết mình là ai mà không biết cũng phải thôi vì đã bao giờ mình gặp nó đâu mình sẽ phải bắt đầu nói với nó như thế nào nhỉ? Cả đồng nữa, cô ấy có thể tha thứ cho mình không? Nghĩ đến đấy thôi thì cắt cảm thấy mình chẳng còn mặt mũi nào mà gặp họ nữa. Nhưng hình ảnh người cha gầy gò, teo tóc vì bệnh tật mấy tháng nay nằm liệt giường lại hiện lên rõ mồn một trước mắt ông. Những lúc thiếp đi thì thôi chứ lúc nào tỉnh ông cụ lại đòi gặp bằng được đứa cháu đích tôn. Thằng Tùng đã về chưa hả? Hễ nghe nói là chưa thì ông cụ lại nhắm nghiền mắt vào, miệng vẫn thều thào chửi. Tiên sư kết thằng cắt kia, mày còn chưa đi đón mẹ con nó về hả? Mày định để ông chết không nhắm mắt được à? Trong hơi thở thoi thóp ông cụ còn lẩm bẩm. Nhà mình còn phúc, con ạ. À, dẫu có phải quỳ gối xuống mà lại mẹ con nó mày cũng phải làm, nghe chưa? Nhà này, nhà này chỉ còn trông vào đấy thôi, đi mau đi con chân cát đã dừng trước cổng. Căn nhà đã thay đổi hoàn toàn so với trước, duy chỉ có cây mận trước cửa là vẫn còn nguyên. Cửa khóa bên ngoài. Cát trở bước quay ra vừa lúc một người đàn bà tất tả đi vào, vừa đi vừa cúi lục chìa khóa trong túi sách, suýt va vào, vào nhau, chợt giật mình nhìn lên. Cả hai cùng ngỡ ngàng. Chiếc bàn uống nước thấp là thế mà sao Cát thấy nó cao ngất như núi vậy. Phía bên kia là đông với khuôn mặt lạnh như băng cát biết trước thế nào cũng là như thế nhưng cát vẫn thu hết can đảm để thốt lên một cách khó khăn đồng tôi ra đây lần này là vì anh không cần phải nói gì cả tôi biết hết rồi đồng tôi biết là tôi có tội với hai mẹ con nhưng giọng đồng vẫn cứng cỏi lạnh lùng nó đâu phải là con của anh thế nên anh hãy để cho chúng tôi được yên Tôi biết là tôi đã sai rồi, cũng chính vì thế mà tôi đã bị trời phạt ra nông nỗi này đây. Bao năm nay biết con mình mà tôi đâu dám nhận, tôi không còn mặt mũi nào mà gặp Đông. Tôi cũng tưởng Đông đã yên ấm với ai đó rồi, tôi không muốn làm khổ Đông thêm nữa. Vậy thì anh về đi. Đông, Đông hãy hiểu cho tôi, hãy cho tôi được nói với Đông, dù chỉ một lần này thôi, còn thì tùy Đông quyết định. Thế rồi, các kể về cuộc đời của mình bắt đầu từ cái ngày anh rời mảnh đất này mang theo nỗi hận và niềm tin mù quáng của mình, chấp nhận lấy cô gái cùng xóm do cha sắp đặt, rồi thì buôn bán thua lỗ, phiêu bạt, gia đình lục đục vì vợ chồng chẳng hợp nhau. giọng nói của cát đều đều trầm trầm mà sao đông nghe lòng mình đau nhói, từng đợt sóng ở đâu cứ cuộn lên trong lòng, rồi vỡ hòa theo những giọt nước mắt mặn chát mà chị đã cố kìm nén mười mấy năm qua giờ chị cứ để mặc cho nó tuôn trào, cho những tủi phận căm hờn cứ thế mà trôi ra theo, chị chẳng còn đủ lạnh lùng mà giữ nó lại nữa. Bao nhiêu lời cay đắng, bao nhiêu lời nguyền rủa mà chị nghĩ sẽ có thể xả vào mặt kẻ phụ tình khi gặp, thì giờ đây cứ nghẹn lại trong cổ chị rồi tràn ra thành thứ nước mặn chát này. Anh ta ngồi kia, mới 42 tuổi mà trông như đã 50, dáng người khắc khổ, đầu cúi gằm, nét mặt nhau nhúm như một kẻ tội đồ đang chờ được phán xét và hành xử chính con người này cái con người chị đã tin tưởng trao gửi cả cuộc đời của mình đã hết lòng yêu thương chờ đợi và cũng vì thế mà tột cùng căm giận bởi cũng chính con người ấy là gốc rễ của tất cả những cơ cực đắng cay của cuộc đời mà chị đã phải trải qua nhưng cứ như những gì chị biết và những gì anh ta nói thì cuộc đời anh ta cũng chẳng phải hạnh phúc thanh thản gì vợ chồng không thương yêu nhau làm ăn thất bát cũng cơ cực nhọc nhằn và khốn khó lắm khi biết đông bị oan rồi mấy lần anh cũng đã định quay ra nhưng ngặt nỗi người đàn bà mà anh cưới gấp để trả thù đông ngày ấy cũng đã có con với anh rồi âu cũng là số phận bắt cả chị và anh ta phải chịu như thế giờ chị làm sao mà nỡ trách ai kia nhưng tha thứ cho anh ta là điều mà chị chưa hề nghĩ đến chấp nhận chung chồng với kẻ khác cũng là điều chị chưa bao giờ tưởng tượng ra. Không có chồng bao năm nay cuộc sống của mẹ con chị vẫn tốt đấy thôi. Nhưng còn ông cụ, chẳng lẽ chị nỡ để mặc ông cụ chết mà không thấy cháu mình sao? Chị đang dối bởi suy nghĩ thì thằng Tùng chạy sộc vào nhà. Nó dừng lại giữa cửa vài giây nhìn vào mặt người đàn ông ngồi đó. Đúng là bố nó về thật rồi, bà vòng không lừa nó, đúng là bố nó thật. Nó quăng chiếc cặp sang một góc, chạy ảo đến nhảy phốc lên ôm thật chặt cổ cát bố đúng là bố đã về rồi tùng con niềm xúc động trào lên khiến cát bật thành tiếng gọi vòng tay ôm chặt thằng bé vào lòng thằng bé đưa tay sờ mặt cát khuôn mặt dẫu có đen sạm hơn gầy gò và nhăn nheo hơn trong ảnh nhưng nó vẫn chắc chắn đây đúng là bố nó còn cát bây giờ mới kịp nhìn vào mặt thằng bé nó giống anh y như đúc thật từ cái mắt một mí, đến cặp lông mày, cái môi dưới có cái ngấn kia nữa, giống mình y hệt. Thằng bé dụi má vào chiếc cằm lờm chởm dâu của bố nó. Sao bố đi lâu thế? Sao mãi hôm nay bố mới về? Bố bận lắm mà. Thằng bé hỏi dồn dập như thể nó muốn bố nó phải giải đáp tất cả những thắc mắc suốt từ khi nó được sinh ra đến bây giờ. Mà cũng phải thế thật bởi vì sau bao nhiêu mong ngóng sau những bảy lần cây mận trước cửa kia nở hoa cái cây mận mà mẹ nó đã mấy lần định chặt đi nhưng nó thì khăng khăng không chịu bởi nó thấy bố của những đứa bạn nó đi làm xa nhưng cứ đến tết lại về mà cứ đến tết cây mận mới nở hoa thì hôm nay là lần đầu tiên trong đời nó được gặp mặt bố nó cát chưa biết phải nói thế nào bởi sự việc xảy ra không giống những gì anh tưởng tượng khiến anh hoàn toàn bất ngờ và xúc động cát ậm ở trả lời theo nó Ừ, ờ, bố bận quá. Con biết chắc chắn bố sẽ về, mẹ cũng bảo vậy. Thế mà cái Hà cứ bảo là bố cũng giống như bố nó, không bao giờ về nữa. Thằng Tùng cứ thế ngồi cuộn tròn trong lòng cát kể hết chuyện này đến chuyện kia, như thể nó sợ rời ra là bố nó lại đi mất vậy. Cát xoa đầu nó và nhìn đông với đôi mắt biết ơn lẫn khâm phục. Cát nói không chỉ với con. Chỉ tại bố bận quá đây thôi. Bây giờ thì hết bận rồi. Nếu mẹ cho phép, ngày mai cả nhà mình sẽ về quê thăm ông nội. Ông đang ốm nặng lắm và ông rất mong sớm gặp hai mẹ con. Đồng bối rối chưa biết phải nói sao trong khi thằng Tùng sung sướng reo lên. À, thế là năm nay con được ăn Tết ở trong quê rồi, vui quá. Rồi như sực nhớ ra điều gì, nó tụt xuống chạy vụt ra cửa có lẽ nó muốn chia sẻ niềm vui sướng tột cùng đó với người bạn thân nhất ấy là cái hà quả như thế thật nó chạy thẳng sang nhà kế bên nói như reo hà ơi mai anh được về quê nội ăn tết rồi bác nhiên ơi cả bố cháu về đó nữa bác sang mà xem thằng tùng nói liền một mạch niềm hạnh phúc lớn lao của nó không làm cho không khí trong ngôi nhà này náo nức lên như nó đang nghĩ bác nhiên chẳng nói gì mặt cái hà thì buồn thiu nó trả lời cộc lốc biết rồi tùng ngơ ngác không hiểu thế nào nó chẳng bao giờ làm gì để cái hà giận cả vì chúng lớn lên cùng nhau hoàn cảnh sống cũng gần như nhau tùng lại lớn hơn hà nên nó coi con bé như là bạn là em gái lúc nào cũng nhường nhịn nó hôm nay có chuyện gì mà nó lại dối thế nhỉ hay là nó bị mẹ mắng tùng toan hỏi thêm thì vừa lúc mẹ nó vội vàng chạy sang hình mẹ nó hiểu chuyện gì chị liền ra hiệu bảo tùng kéo hà ra ngoài sân à thì ra nó bị mẹ đánh chắc lại bị điểm kém giống như hôm nọ đây mà hôm ấy cô giáo bảo hãy kể về gia đình em nó liền kể bố em làm thợ điện mẹ em bán hàng hàng ngày bố em thường dạy em làm toán và viết chính ta em rất yêu bố mẹ em cô giáo bảo rằng nó kể không đúng sự thật và cho nó điểm hai đã thế nó còn bị mấy đứa trong lớp trêu là đồ không có bố mà còn nói dối về nhà nó bị mẹ đánh cho một trận đau điếng hình như hôm ấy mẹ nó cũng khóc hôm ấy mẹ tùng cũng bảo nó kéo hà ra ngoài chờ mẹ nó bớt giận mới cho về sau đó bác nhiên phải xin cho hà sang học trường khác chắc chắn hôm nay lại xảy ra chuyện lớn rồi nó vừa đoán vừa kéo tay hà đi ra sang nhà anh chơi đi hôm nay bố anh về thật rồi đấy. Con bé vùng vằng đi theo Tùng ra ngoài, nhưng nó nhất quyết không vào nhà Tùng. Nó thì thầm hỏi. Bố anh về thật à? Trông có giống như ảnh anh cho em xem không? Sao lại không giống? Em vào mà xem, bố anh thì phải giống anh chứ. À, thế hôm nay lại bị điểm kém à? Không, nhưng em bị ăn đòn. Sao vậy? Chỉ tại lúc nãy nghe bà Vòn nói chuyện nhà anh, Lúc bà ấy về em bảo nếu bố mà chưa chết nhà mình cũng vui như thế mẹ nhỉ thế là mẹ em đánh em mấy cái liền, lại còn mắng. Cái gì mà con cua, con cáo, cái gì nữa ấy? Mẹ Hà bảo Hà là con cua con cáo á. Ờ, hình như là thế. Đấy là em chỉ ước thế thôi chứ bố em chết rồi, cũng như bố cái chi ấy thì làm sao mà về được nữa. Chỉ anh bây giờ đã có bố rồi, đứa nào bắt nạt là về mách bố sướng nhé thằng tùng cười tét miệng bây giờ nó mới thấy cái hà nói đúng cái mà nó muốn khoe tất cả những lời nói vô tư của hai đứa trẻ đã lọt vào tai hai bà mẹ không sót một từ nào nhiên thở dài nhìn đông cô xuôi rồi à nghĩ tội cho thằng bé chị ạ à, chưa bao giờ em thấy nó vui sướng như thế ừ thế cũng phải hôm nay nghe con hà nói mà tôi cũng sót cả ruột gan giận mình mà đánh oan con khổ thân con bé bị khổ lây vì mẹ giá mình biết trước mọi chuyện sẽ như thế này hay chị nói cho nó biết chuyện nhưng nó còn bé quá chắc phải từ từ chị ạ à. tại tôi ích kỷ chỉ nghĩ đến mình mà không chịu hiểu con giờ tôi biết phải nói với nó thế nào chắc phải chờ khi nó lớn tí nữa không biết rồi nó có hận tôi không chắc nó sẽ hiểu chị mà bé thế mà cũng biết nghĩ biết thương mẹ lắm đấy nhiên gật đầu điều đó thì chị hiểu hơn ai hết giờ chị chỉ ước sao con bé được như thằng tùng để nó đỡ thiệt thòi tủi thân với bạn bè còn chị thế nào thì cũng xong còn mà được như nhiên thì chị chẳng dám mong ước bởi điều đó quá xa vời nhưng ai mà cấm được người ta có quyền mong ước để mà sống cũng như nhiên cô ấy có bao giờ ngờ rằng sẽ có lúc thế này nhìn nhiên chị chợt hỏi tại sao mình lại không thể cho mình cho con cái quyền hy vọng ấy từ bao lâu nay chị luôn cho rằng cách sống của đông là không đúng nhưng bây giờ chị mới cho thấy rằng người cần phải điều chỉnh lại chính là mình tiếng đông cắt ngang dòng suy nghĩ của chị có lẽ sớm ngày mai em phải về trong ấy gấp ông nội thằng tùng chắc sắp đi rồi mong sao ông cụ được thanh thản ờ ừ, sắp xếp mà về cho sớm còn công việc ngoài này cứ để tôi nhắn mấy đứa lo giúp cho Mai ngày kia, cây mận nở đều, chị chặt lấy một cành to mà cắm trong nhà cho đẹp. Chẳng năm nào em thấy chị chặt vào cắm cả. Thì cái cây to đùng trước cổng ấy chẳng phải là của nhà mình hay sao? Đông cười kèm theo cái nháy mắt đầy hàm ý. Ở cửa nhà mình cả một cây to, nhưng chưa vào nhà thì cũng chưa chắc đã phải của mình, dù chỉ là một bông nhỏ. Nhiên bỗng ngẩn người trước câu nói của Đông. Ngoài kia, gió đông hình như đã tràn về ùa vào trong căn nhà ấm áp dường như có tiếng cựa mình của những mạch sống mới đang dâng trào phía dưới lớp vỏ khô cũ kỹ của thân cây mận ngoài sân hai người đàn bà nhìn sâu vào mắt nhau xuân nay vừa đến sớm chương trình đọc truyện hôm nay xin gửi tới quý vị và các bạn chuyện ngắn đợi bà bác vẫn đợi chẳng còn nước mắt để chảy tôi nghĩ giá như có một việc gì cần đến nước mắt không biết liệu bác còn giọt nào không chiến tranh đã vắt đi những giọt nước mắt cuối cùng của bác hòa bình rồi cả hai bác hy vọng tìm kiếm được mộ con để đưa về quê bác trai đã nằm xuống mà không thực hiện được mơ ước đó bác gái cứ trông chờ bà chưa chết có lẽ chỉ mong đến một ngày nào đó bà sẽ thực hiện được mong ước đưa con về quê bà vẫn đợi như bao bà mẹ việt nam khác và hy vọng một ngày nào đó. Một bóng người đổ dài trên nền gạch. Giờ đã là bốn giờ chiều. Mùa xuân đã qua, những tháng đầu hè của miền Bắc vẫn còn thoảng mùi lạnh, ẩm mốc. Con về đấy hà hồng. Tiếng hỏi cất lên từ cái bóng đang di chuyển trông giống một con đười ươi già chậm chạm lê bước. Tôi nhận ra bác và chạy lại dìu bác lên nhà. Nhà ở nông thôn trước không làm thềm cao, mục đích là để những đứa trẻ có thể trèo từ sân lên nhà bởi chẳng có ai có thể chăm ấm chúng. Nhà thấp cũng là để người già leo lên leo xuống những lúc muốn ra sân phơi nắng, xuống bếp để vừa sưởi ấm vừa giúp con cháu thổi cơm. Bây giờ người ta làm nền nhà và bậc tam cấp cao hơn. Tôi không nhớ năm nay tuổi bác bao nhiêu, đồ chừng gần 90 gì đó. Hồi còn nhỏ, tôi nhớ mái cảnh ăn cỗ nhà bác, cỗ đám ma đám ma bố chồng bác. Những năm đầu thập niên 60, nhiều nhà đã vào hợp tác xã, nhà bác chưa vào. Giữa vùng nông thôn miền Bắc, chồng lại là thương binh thời chống Pháp mà chưa vào hợp tác mới lạ. Sau này lớn lên tôi mới biết bác chậm vào hợp tác bởi còn tiếc vừa được chia ruộng, chưa được tận hưởng sự sung sướng của người làm chủ bao lâu thì đã phải góp lại thành của chung. Chủ nghĩa xã hội hồi đó được nhiều cán bộ địa phương hiểu là của chung, cứ góp mọi thứ lại thì chủ nghĩa xã hội sẽ đến đám ma to lắm từ bé đến giờ tôi mới thấy đám ma to như thế ông bác mất từ sáng hôm trước tôi nghe tiếng gọi hồn hú ba hồn bảy vía ông ở đâu thì về ở nông thôn khi có người khuất bóng người nhà thường mang áo cũ ra hu ô hu ô, -ô lên trời vừa hú vừa gọi tên người khuất gọi vậy để hồn người chết nhập vào xác nếu không sẽ thành kẻ chết không hồn tôi không hiểu tại sao lại gọi ba hồn bảy vía khi đàn ông mất đàn bà thì người ta kêu ba hồn chín vía chẳng biết có phải vía đàn bà nhiều hơn không mà khi đã vào việc gì thì xem ra đàn bà bất chấp hơn đàn ông nghe tiếng gọi hồn thì là ông bác đã hai năm mươi về chầu tiên tổ hàng xóm kháo nhau ông cụ đã mất nhưng chẳng ai nói to vì ai cũng biết tính bác tôi nếu bác tôi chưa phát tang thì có nghĩa là cụ chưa mất bác tôi còn phải coi ngày. Thời ấy mà chọn ngày để làm tang lễ thì là việc ghê gớm lắm, mọi thứ gọi là mê tín, dị đoan cấm tiệt. Đình làng trở thành kho chứa lúa, nhà ngang nơi chuẩn bị đồ tế lễ thành nhà trẻ. Tôi vẫn còn nhớ cảnh cõng em gửi trẻ, nhà trẻ ở đình. Hồi ấy người ta thích gửi trẻ. Dù sao thì cũng đỡ bữa ăn trưa và đỡ luôn cái cảnh léo đẽo theo sau của con trẻ, mà sơ ý một chút, là chúng có thể xảy chân rơi xuống ao, chẳng thiếu những đứa trẻ chết đuối nơi ao làng như thế. Ông bác đang toan tính việc tang ma cho cha. Ông xuống tận xóm dưới, nơi có người xem ngày lành tháng tốt. Vùng nông thôn nào cũng có người làm nghề ấy, thông thường họ kiêm luôn thấy cúng. Công việc may sao cũng hành thông. Ngọ ngày hôm sau là giờ tốt cho việc tế lễ. Thế là khoảng 9 giờ sáng, tiếng khóc bắt đầu vang lên từ ngôi nhà tranh ọp ẹp không biết có phải vì là thương binh không mà nhà bác tôi trông đẹp hơn các nhà khác nửa bên dưới bằng gạch nhưng xây bằng vữa bùn không phải vôi tôi tiếng là hơn các nhà khác nhưng trông cũng tạm bở lắm mãi lợp dạ tiếng khóc to dần hàng xóm kháo nhau cụ nhà ông thiệu về chầu tiên tổ buổi trưa đó liệm cụ xong thì phát tang thời đó mua vải cũng khó chuẩn bị cho một đám tang nhà có đám phải gom vải từ vài năm trước. Cỗ quan tài cũng được sắm từ khi nhà có người trên 60. Chết cũng là một việc quan trọng nên người ta chuẩn bị kỹ lắm. Cái quan tài nằm trình ảnh dưới bàn thờ gian giữa, nhà giàu thì quan tài bằng gỗ vàng tâm, mùi gỗ lan tỏa mỗi khi mở nắp. Cụ nhà ông bác tôi cũng có một cái như thế. Xem ra người nhà quê nghèo, tích chữ đủ thứ, không chỉ cho khi sống mà cả khi chết. Sau này, nghe bác tôi nói, khi có cái quan tài trong nhà, các cụ sống thọ hơn, đến cái chết mà còn dám đón chờ thì thần chết nào muốn đón tôi mới hiểu thêm một phần triết lý sống của người Việt. Con cháu trong nhà đông, bác tôi phải ghi tên theo chi khi phát khăn tang, chi ông giảng, chi ông đắc, chi ông giới, chi ông phương. Các chi có bao nhiêu người chịu tang, chuẩn bị cho đủ. Không cho khăn tang thì người ta trách, không phải vì mảnh vải mà vì quên con quên cháu ở nông thôn chuyện này quan trọng lắm tôi cũng được phát khăn tang và phải nhờ các anh chị lớn tuổi vấn giúp tôi nhớ rõ chuyện này bởi có lẽ đây là lần đầu tiên một đứa trẻ như tôi được xem công việc của một đám tang và còn một điều nữa khiến tôi nhớ đến đám tang ông bác bởi bữa đó tôi bị con chó nhà bác cắn khi leo lên hái ổi vết sẹo to như cái chén giờ vẫn còn ở bên bắp chân trái mấy năm trước cây ổi bị bão quật nằm nghiêng trên đất, cây to nên bác không dựng lên được. Tiếc quả ngon nên cứ để thế chăm bắm. Nó là cây ổi đỏ, khi chín, ruột đỏ như gấp, mùi thơm ngây ngất, làm nhỏ rãi đám trẻ. Tôi mò lên cây ổi, vừa trèo lên thì con chó đã lao ra cắn cho một phát. Nhìn thấy máu chảy ròng ròng trên cái bắp chân nhỏ thó của tôi, các bà, các dì chạy vội lại bế xốc tôi vào căn bếp tôi tàn rồi lấy dầu hỏa xoa lên chân tôi để tránh nhiễm trùng rồi lấy thuốc lào đắp vào chỗ vết chó cắn lấy mảnh vải xô phát tang thừa quấn quanh bắp chân cách sơ cứu chỉ như vậy mà hiệu quả mà quên sở dĩ tôi leo lên cây ổi còn vì một lẽ khác tôi rất sợ nhìn người chết lúc bác làm thủ khâm liệm ông bác tôi đã trốn ra ngoài tôi chẳng rõ khuôn mặt ông bác lúc mất như thế nào nhưng nghe mọi người nói cụ thanh thản lắm khuôn mặt tươi tỉnh, có lẽ cụ mãn nguyện khi rời khỏi cuộc đời này. Thế con về được mấy ngày, tôi bừng tỉnh khi nghe bà bác hỏi. Con về tranh thủ thôi, nhân có công việc đi Hà Nội. Hôm nay là ngày rỗ ông nội, con tranh thủ về. Chiều con lại đi rồi. Thôi thế cũng tốt, có đến mấy chục cái rỗ cụ anh chưa về rồi nhỉ? Dạ, hai mươi chín rỗ rồi bác ạ. Ở vùng tôi theo vài vế tôi gọi là bác. Tuổi như bác đã có cả chắt thì gọi là bà bác, người không họ hàng thì phải kêu bằng cụ, nhưng tôi quen gọi như hồi nhỏ nên cứ khi bác, khi bà bác, lẫn lộn luôn, bác cũng không để ý. Những lần về quê, thường là như chạy giặc, tôi chỉ ghé thăm được vài gia đình. Lần trước ghé thăm bác dễ thường phải cách đây hai năm. Nhìn bác nặng không đầy 40 kg, lưng còng ở quê người ta nói là do phong thấp, trông cao không tới 70 phân. Đôi mắt nhăn nheo vì tuổi già, hàm răng đen, minh chứng của lớp người sinh ra thời phong kiến còn tục nhuộm răng. Đôi môi thâm đen vì nhai trầu suốt cả ngày trừ lúc ăn, lúc ngủ. Bà cô ruột tuổi hỏi. Chị dạo này thế nào? Nhà nước tăng trợ cấp thêm hai năm nghìn nữa, cũng đỡ chị nhỉ? Tiền mà để làm gì? người trả con thì tiền có nghĩa gì cứ thui thủi một mình có chết khi trương lên hàng xóm mới thấy ấy chứ con cháu chúng đi hết chẳng ma nào ngó ngàng suốt ngày ngủ ở trái dưới tôi chưa nói cô tôi là vợ liệt sĩ bác họ tôi có chồng là thương binh chống pháp con trai đầu là liệt sĩ thời chống mỹ anh cùng học với tôi chắc là hơn tôi vài tuổi nhưng lại đi học cùng chẳng hiểu vì sao anh đi học muộn tôi nhớ là ở lớp anh lớn lắm anh làm trưởng lớp hồi tôi học lớp 7, sau đó thì anh đi bộ đội cái ngày báo tử anh bà khóc lên khóc xuống lúc đầu còn nghe tiếng rên rỉ sau chỉ còn là những tiếng nấc thưa dần người mẹ ấy trở nên đờ đẫn bà không thể nghĩ đứa con khỏe đẹp trai nhất làng ấy đã không còn trở lại ngôi nhà của mình bà thương con lạnh lẽo nơi rừng thiêng nước độc lấy đâu một nén nhang mồ mả chả có bác gái tôi không thể gia đình để dự lễ báo tử có một cô y tá trong xã trông nom bà các buổi lễ báo tử thường vậy chính quyền cắt cử y tá xuống ông bác thì cáu bẳn con mình chết cho quê hương cho đất nước thì có gì mà phải kêu khóc ầm lên như vậy ông nói qua kẽ răng khi thấy bà bác không ngơi khóc có lẽ ông nói khác ông nghĩ ông nuốt ngược nước mắt vào trong cái giống đàn ông là vậy cứ làm như chẳng nhớ chẳng thương dù đang đau như cắt ruột sau ngày anh mất, ông trở nên trầm lắng hơn. Trước kia, có việc gì ở làng xã làm ông bất bình, ông thường chửi đồng. Ông chả sợ thằng nào cả. Vác má tấu theo ông chú vốn là tránh tổng, kia ông tránh tổng chú ông ấy lại theo cộng sản đánh Tây. Rồi làm bí thư chi bộ đầu tiên ở xã, rồi bị Tây bắt và bắn chết tại ganh. Ông chẳng sợ gì, bây giờ chẳng lẽ sợ thằng làm bệnh. Thế mà, từ ngày anh Chiêu mất, ông trở lên trầm ngâm uống rượu đôi mắt đỏ ngầu thỉnh thoảng vẫn long lên khi thấy những chuyện bất bình nhưng từ đấy không thấy ông chửi nữa nỗi đau mất con làm con người ông thay đổi ông nấu rượu cái thời ấy người ta cấm rượu cả làng tôi chỉ còn mình ông nấu thứ rượu gọi là quốc lùi ông mua men của làng đậu nghe nói đó là vùng làm rượu tiến vua ở gần nơi tôi ở có hai sản phẩm nổi tiếng rau cải làng tiếu và rượu làng đậu Tôi vẫn còn nhớ câu ví rau cải tiếu nấu nước điếu cũng ngọt, dân Kinh Bắc ngoa ghê. Tôi ngửi mùi rượu từ nhỏ, còn nhớ rõ cách nấu rượu. Nhà đâu có nhiều nếp, ông bắt bà bác trồng nếp ở phần ruộng 5 phần trăm, mà phải là nếp hoa vàng. Trồng nếp khó lắm, cây lúa nếp nếu được chăm quá tốt sẽ bị lốc, nghĩa là chỉ nhiều lá, ít hạt hoặc hạt lép, cái thứ nếp ấy chỉ đáng cho không chứ đừng nói gì đến việc nấu rượu cây phải đủ khỏe để chống được những trận bão sót cuối mùa. Nếp không được lẫn gạo tẻ. Chọn gạo nấu sôi thì đếp tìm hạt tẻ lẫn. Lựa gạo nấu rượu như ông thì quá khó bởi phải loại những hạt tẻ lẫn ngay sau khi xay lúa. Hạt gạo nếp và tẻ chỉ khác nhau ở độ dài. Nếp thì ngắn và tròn, tẻ thì dài và nhỏ. Tôi thường giúp bác nhặt những hạt tẻ trước khi đổ gạo xay nấu rượu. Đổ cơm rượu bác cho tôi vét nổi tôi thò tay giờ quanh chõ tìm những hạt gạo còn sót dính lại để ăn tuy chỉ được vét chõ nhưng các anh chị con bác thường ghen tị với tôi thi thoảng bác cho tôi một nắm nhỏ người ăn sôi thường không có được cảm giác như khi ăn gạo rượu ăn gạo nấu rượu bạn có thể nghe được tiếng nổ nhẹ của hạt thóc chỉ mới được bóc vỏ gạo nấu rượu giòn và ngọt hơn khi dỡ ra nong ông ngồi chờ cho sôi nguội không nguội hẳn nguội hẳn dậy men chậm ít được rượu xôi gạo còn nóng mà đã bỏ men thì chỉ được cái nhiều bỗng nồng tốt cho nuôi lợn rượu chẳng được bao nhiêu cứ nhìn cái cách ông để ngửa bàn tay trên nong xôi để xem đã đến lúc rắc men lên chưa mới thấy việc nấu rượu không dễ dàng chút nào sau này tôi mới biết tại sao ông không dùng lòng bàn tay để thử mà lại dùng mu bàn tay hóa ra việc rất đơn giản da bàn tay dày hơn nên không nhạy cảm khi thử nhiệt độ rắc men xong, ông xếp từng lớp vào cái thúng có rót lá sen và lá khoai nước để ủ. Vài ngày sau, cơm dựng mùi thơm của rượu. Lúc này mà ăn thì ngon tuyệt, nó cũng giống như rượu nếp ăn ngày lễ đoan ngọ, quê tôi gọi là ngày giết sâu bọ. Những lúc hứng lên ông cũng cho tôi nếm một vài muỗng nhỏ. Nếp lên men dễ ăn nhưng cũng dễ say, ăn nhiều khi say còn hơn cả say rượu ủ đến độ nhất định thì ông chuyển sang chum và trước khi nấu thì đổ nước vào cho đến lúc này tôi vẫn tự trách mình tôi đã không hỏi bác khi nào thì có thể đưa cơm rượu đã ủ vào chum cũng như khi nào thì đổ nước vào chum cơm rượu và để bao lâu rồi vã ra để nấu bây giờ bí mật đó đã mãi mãi là bí mật một đấu gạo nấu được hơn nửa lít rượu một nồi rượu thường là sáu đấu gạo được ba lít dưới rượu việc trưng cất rượu cũng kỳ công Tôi thường được bác cho nhen lửa, các anh chị thường phát ghen với tôi những lúc được bác cho làm những việc vặt. Được cái các anh chị lại quên ngay bởi tôi là đứa trẻ ngoan, cả họ khen. Nấu rượu phải đun lửa nhỏ để không khê, rượu phải được lấy thành nhiều đợt, đựng trong các vỏ khác nhau nút bằng lá chuối. Đợt đầu gọi là nước nhất, bác lấy khoảng nửa lít, rượu nặng nhưng khá sốc, uống vào khẽ cả cổ họng người chưa uống rượu bao giờ thì không thể ngậm chúng trong miệng chứ chưa nói đến việc nuốt rượu chảy đến đâu biết đến đó nước hai lấy khoảng một lít rượu nhẹ hơn nhưng mùi hương lại dịu mát hơn người sành rượu chọn rượu nước hai để uống nước thứ ba khoảng hơn một lít rượu đã có màu đục lờ lờ của nước gạo nhẹ khi dùng phải pha với nước nhất bác tôi mất đã hơn hai chục năm ông anh con thứ của bác cũng biết nấu rượu nhưng tôi chưa bao giờ uống rượu anh nấu bởi anh chẳng được ông chỉ bảo cách nấu rượu ngày nào bà bác vẫn đợi chẳng còn nước mắt để chảy tôi nghĩ giá như có một việc gì cần đến nước mắt không biết liệu bác còn giọt nào không chiến tranh đã vắt đi những giọt nước mắt cuối cùng của bác hòa bình rồi cả hai bác hy vọng tìm kiếm được mộ con để đưa về quê bác trai đã nằm xuống mà không thực hiện được mơ ước đó bác gái cứ trông chờ bà chưa chết có lẽ chỉ mong đến một ngày nào đó bà sẽ thực hiện được mong ước đưa con về quê bà vẫn đợi như bao bà mẹ việt nam khác và hy vọng một ngày nào đó những người chết trẻ thường linh tôi viết những dòng này để nguyên tên anh và những người thân biết đâu ở nơi suối vàng anh sẽ báo mộng cho gia đình anh ở nơi đâu chương trình đọc truyện hôm nay xin gửi tới quý vị và các bạn chuyện ngắn lời hẹn ước sao còn cứ giữ khư khư tấm ảnh ấy. Bà Mai ngồi bên giường của Hùng, con trai bà, trong khi anh đang cầm trong tay tấm ảnh chụp cây hoa gạo đỏ rực, bên gốc cây có hình ảnh cô gái đang quẩy quang gánh với nụ cười đầm thắm. Không hiểu sao mỗi lần nhìn vào bức ảnh này là lòng con lại có cảm giác như có ai đó đang chờ đợi, ngóng trông và gọi tên mình. Dạo gần đây, con đều mơ thấy cùng một giấc mơ rất lạ tay hùng lần nhẹ lên từng cánh hoa theo nụ cười của người con gái trong ảnh như đang cố lần tìm lại trong trí nhớ mình con mơ thấy gì kể cho mẹ nghe con mơ thấy một đứa trẻ ngồi một mình dưới gốc cây gạo nở đầy hoa con bé nhặt những bông hoa gạo rụng trên nền đất khi thấy con liền nhoẻn miệng cười cầm những bông gạo chạy về phía người phụ nữ đang giặt rũ bên ao làng cách đó không xa con đoán hình như họ là mẹ con con mãi đứng nhìn cho đến khi người mẹ nghe cô bé nói gì đó liền ngừng tay vào ngoảnh nhìn về phía con. Rồi cô ấy liền bật đứng dậy, chạy đến ôm chầm lấy con mà khóc nức nở. Chắc tại con mãi nhìn bức tranh này nhiều nên đêm mới mơ như thế. Và lại, con mất trí nhớ đã năm năm. Con cần thêm thời gian nghỉ ngơi, đừng suy nghĩ nhiều làm gì, cố gắng tập luyện để đôi chân đi lại bình thường như trước đã. Dạ, con biết rồi mẹ. Hùng năm nay bước sang tuổi 30. Anh vốn là một người thợ chụp ảnh, thích rong ruổi đây đó chỉ mong có được những tấm hình đẹp về thiên nhiên, con người khắp mọi vùng miền của tổ quốc thân yêu. Sở thích của Hùng bắt đầu từ khi mới là cậu bé lên 10 tuổi. Ngày ấy, Hùng có người anh họ làm thợ chụp hình. Thích thú, Hùng xin được đi theo, quan sát, học hỏi. Dần già, có khi hùng được thử sức với những bức hình do chính tay mình tự chụp tự rửa và được mọi người khen ngợi cứ thế nung nấu đam mê cháy bỏng với nghề chụp hình đã thôi thúc hùng quyết tâm mua cho được cái máy ảnh làm của riêng nào phải ra đồng bắt cua tát cá nào vác lúa làm đồng nào vào gạch ra lò cho mấy lò gạch trong làng việc gì vừa sức vừa tầm là hùng làm Số tiền dành dụm được sau một thời gian tích cực lao động chăm chỉ giúp cậu mua lại được chiếc máy ảnh cũ. Bà mất sớm, thấy mẹ vất vả, khó nhọc, Hùng học hết cấp 3 rồi nghỉ. Và rồi, năm 19 tuổi, Hùng bắt đầu với nghề chụp ảnh. Công việc đồng áng theo mùa vụ, còn lại rảnh rỗi, ngoài chụp hình chân dung cho mọi người, anh lại rong ruổi đến những nơi phong cảnh thơ mộng, hữu tình để tìm kiếm những khuôn hình đẹp theo mùa mặc cho mẹ thúc giục cưới vợ. Ở tuổi 25 khi ấy, Hùng vẫn chưa có một mảnh tình vắt vai. Bao người mai mối, gán ghép, Hùng chỉ cười, lắc đầu bảo cái duyên chưa tới. Nói thì nói vậy, nhưng thực sự, tình yêu nào có ai cắt nghĩa được. Miệng bảo không nhưng con tim thì có thể rung động bất kể lúc nào. Và tình yêu đến với Hùng bất ngờ đến độ anh chẳng có lấy một giây phút trùng trình, do dự. Phải mất cả một ngày trời, Hùng mới đến được ngôi làng xa xôi, nơi có cây gạo cổ thụ đang mùa trổ hoa nhuộm đỏ cả một góc trời, đẹp như chỉ có trong chuyện cổ tích. Chiều yên ả à với những cánh diều no gió bay lượn lưng chừng trời, cùng tiếng reo hò, ý ới gọi nhau và giọng cười khúc khích của lũ trẻ chăn trâu trên đồng làng. Mặt trời dần xuống sau lũy tre. Qua mấy lời hỏi thăm, Hùng đã tìm đến được nơi cây gạo đang trổ hoa và ngay lập tức Thu vào máy những bức hình đẹp nhất về cảnh sắc của một làng quê xa lạ vào thời khắc cuối ngày. Anh là thợ chụp hình ạ." À. Hùng đang say sưa ngắm từng chùm hoa gạo bung nở như những chiếc lồng đèn thì bất chợt nghe thấy giọng nói nhẹ nhàng trong trẻo của một người con gái từ phía đằng sau. Hùng quay lại nhìn, mắt anh trong khoảnh khắc ấy cứ thế ngẩn ngơ như bị hút hồn. Cô gái đứng trước Hùng mặc bộ quần áo lao động màu nâu sồng quẩy đôi quang gánh đựng đôi mớ rau hái từ ngoài đồng về. Chiếc khăn trùm che nắng được vắt ngang vai, để lộ khuôn mặt tươi trẻ với nước da trắng trẻo. dáng người mảnh mai, đặc biệt là đôi ống quần được sắn lên vừa đủ để lộ đôi bắp chân thon trắng nón. Vẻ đẹp thanh thoát và trong sáng của cô gái vừa gặp khiến Hùng phải thốt lên. Đẹp quá! Đúng rồi đó anh. Đây là cây hoa gạo đẹp nhất của làng em nhưng còn rất nhiều cảnh đẹp như thế nữa cô gái tưởng hùng đang khen cây hoa gạo nên được thể khoe về vẻ đẹp của quê mình cô nói với điệu vô tư hào hứng làm hùng cứ thế tùm tìm cười cô có thể đứng bên gốc cây gạo này cho tôi xin một tấm hình được không hùng ngỏ lời cô gái lúc đầu còn rụt rè khi nhìn bộ áo quần lao động và đôi quang gánh mình đang quẩy trên vai nhưng thấy hùng lời sởi cô liền bước đến bên gốc cây hoa gạo, mỉm cười. Những cái nhấn máy tanh tách liên tiếp vang lên. Hùng không bỏ qua bất kỳ khoảnh khắc nào, vì với anh, đây là những khuôn hình đẹp nhất sau một ngày dòng dã chạy xe, hỏi thăm và may mắn bắt gặp được. Muốn cảm ơn cô gái nhưng không biết xưng hô thế nào, Hùng mạnh dạn hỏi. Cô tên gì? Năm nay bao nhiêu tuổi? Nhà cô ở chỗ nào? Cô gái lại mỉm cười nhìn Hùng giọng vẫn trong trèo. Em tên Nhung, ngày 22 tuổi, nhà em ở chỗ có cây xoan trổ hoa tím biếc kia kìa. Nhung vừa nói vừa chỉ tay về phía cuối con đường trước mặt. Nếu anh không ngại, mời anh vào nhà em chơi. Tôi, Hùng ngập ngừng. À, mà cũng chiều rồi. Mời anh vào ăn bữa cơm đạm bạc với mẹ con em. Hùng có vẻ bối rối trước lời mời dồn dạng của Nhung tôi chỉ sợ. không sao đâu, mẹ em rất hiếu khách, anh đừng ngại, nói rồi nhung quẩy quang gánh đi trước. hùng quàng máy ảnh trước ngực và dắt xe rảo bước theo sau. một đoạn đường không dài trước khi về tới nhà nhung đủ để cả hai có dịp hỏi thăm dăm ba câu qua lại. hùng được bà thơm, mẹ của nhung đón tiếp rất nhiệt tình. bà còn kể cho hùng nghe về hoàn cảnh của mẹ con bà. Chồng bà thơm mất khi bà còn đang mang thai Nhung. Bà thơm thương con nên sớm tối lo gồng gánh nghề nông nuôi con khôn lớn. Năm 40 tuổi, bà mắc bệnh biếu cổ, nhờ kiêng khem và uống thuốc điều độ nên sức khỏe cũng ổn định. Về phần Nhung, càng lớn, cô càng xinh đẹp, Nhung giỏi việc đồng áng. Không có điều kiện lo cho con học hành đàng hoàng, bà thơm lúc nào cũng cảm thấy áy náy và có lỗi với con. Hùng cũng kể về gia cảnh của mình cho bà Thơm và Nhung nghe. Thấy Hùng đàng hoàng, tử tế lại vui tính, mới gặp lần đầu nhưng bà Thơm đã có ý muốn gả con gái cho anh. Thế rồi bà mời Hùng ở lại chơi thêm mấy hôm. Chủ nhà mến khách, lại sởi lời, Hùng vui vẻ ở lại nhà Nhung một tuần. Hàng ngày, cứ khi rảnh rỗi là Nhung lại dẫn Hùng đi đến những nơi có cảnh đẹp để anh chụp hình. Tình cảm Hùng dành cho Nhung này nở ngay từ lần đầu gặp cô ở bên gốc gạo đầu làng. Chỉ có điều, anh không dám ngỏ lời vì sợ Nhung cho là vội vàng. Hùng quyết định ngỏ lời thương vào buổi tối cuối cùng trước khi anh tạm biệt Nhung. Cô bẽn lẽn, hai má đỏ hồng, khẽ gật đầu. Hùng bảo sẽ về thưa chuyện với mẹ và trong thời gian gần nhất sẽ trở lại. Còn Nhung hứa sẽ thủy chung chờ Hùng đó là một buổi tối mà cả Hùng và Nhung sẽ không thể nào quên. Buổi tối chỉ có trăng soi tỏ, chứng giám cho tình yêu của đôi bạn trẻ. Nhung, Nhung ơi, Nhung ơi, Hùng bật dậy sau giấc mơ chưa? Anh vội cầm lấy tấm ảnh, nhìn lại hình ảnh người con gái đứng bên gốc cây hoa gạo. mắt Hùng bỗng dưng dưng. Là em, đúng là Nhung rồi. Là cây hoa gạo, là ao làng là con ngõ hoa xoan tím rụng. Hùng đã nhớ ra tất cả. Hùng sung sướng gọi mẹ. Anh kể cho mẹ nghe tất cả chuyện liên quan đến bức ảnh vào năm năm trước. Hùng gặp tai nạn vào chính buổi chiều hôm từ nhà Nhung trở về. Chiếc máy ảnh bị vỡ và hư hỏng, may mà cuộn phim vẫn còn lành lặn. Hai chân của Hùng phải phẫu thuật ba, bốn lần mới lành lại. Đầu của Hùng bị chấn thương nặng. Điều đáng nói là Hùng vẫn còn nhớ chắp nối những gì đã xảy ra trong quá khứ, ngoại trừ quãng thời gian ngắn ngủi ở quê Nhung. Trong suốt năm năm qua, trong đầu anh luôn chập chờn mơ hồ về hình ảnh cây hoa gạo, về Nhung cho đến lúc này khi đã nhớ ra mọi chuyện. "Chào cô bé." Hùng đứng mãi, tần ngần ngắm một cô bé đang ngồi chơi cùng những bông hoa gạo rơi bên gốc cây đỏ rực. Rõ ràng là cô bé này đã xuất hiện trong giấc mơ của mình vẫn nụ cười chúm chím vẫn những bông hoa gạo đỏ trên tay kia hùng đã đưa máy ảnh lên và chụp lại những khoảnh khắc đẹp hồn nhiên ánh mắt lạ lẫm của cô bé bất chợt nhìn anh cháu chào chú chú là thợ chụp hình ạ à? đúng rồi sao cháu biết vì bố cháu cũng là thợ chụp hình con bé nói rồi tay cầm mấy bông hoa gạo chạy về phía người phụ nữ đang giặt đồ bên bờ ao cách đó không xa mắt Hùng vẫn chăm chú dõi theo những bước chân của con bé. Người phụ nữ ngồi bên bờ ao lạng thoảng nét thân quen khiến Hùng nhận ra chính là Nhung chứ không ai khác. Vậy con bé có khi nào là... Chống ngực Hùng bỗng loạn nhịp. Hùng bất chợt nghĩ về cái đêm trăng định mệnh của năm năm trước. Anh Hùng, có phải là anh Hùng không? Nhung bỏ lại chậu đồ đang giặt giả, vụt chạy về phía Hùng. Hùng móc chiếc máy ảnh vào xe rồi cũng chạy về phía Nhung hai người ôm chầm lấy nhau trong hạnh phúc vỡ òa sao sao bây giờ anh mới trở lại mắt nhung rơm rớm giọng nhung hờn trách hướng về phía hùng anh chuyện dài lắm rồi anh sẽ kể cho nhung nghe em giọng hùng ngập ngừng nhung hiểu ý liền nhìn hùng rồi nhìn cô con gái đang đứng bên em và con vẫn đợi anh nhung khóc trong nước mắt Cô nói với con gái người đang đứng bên chính là bố nó, là người mà bấy lâu nay cô luôn hứa với nó rằng rồi một ngày bố Hùng làm thợ chụp hình sẽ về với hai mẹ con. Hùng vui sướng bế con bé lên, đặt lên má con những cái hôn chiếu chít. Hùng để con gái ngồi sau xe, còn anh dắt bộ. Nhung đi bên cạnh, tay bê ngang chậu đổ vừa giặt. Cả ba vui vẻ đi về phía ngôi nhà có gốc cây xoan đương mùa trổ hoa thơm thoảng. Chương trình đọc truyện hôm nay xin gửi tới quý vị và các bạn chuyện ngắn gánh mẹ. Mẹ tôi ngồi xếp bằng giữa đống hàng hóa bể bột, tỉ mỉ đến tiền bán hàng hôm nay. Học bài xong, tôi cất tập vở lên kệ rồi lom khom dọn mớ hàng lại một góc căn phòng trọ cuối dãy. Ngoài trời mưa rơi lắc rắc, cơn rông bàn nãy làm đứt dây điện ở đầu hẻm. Tôi với tay lấy nến trên kệ, đốt một ngọn, cắm ở giữa phòng. Mẹ nói tôi khỏi xếp, mai mẹ đi bán sớm, nhà cửa lại gọn ghẽ. Tôi cười khì, vẫn xếp. Tôi thích sự gọn gàng, ngăn nắp, dù chỗ ở của tôi với mẹ chỉ là một căn phòng thuê trong khu trọ của những người lao động, chiều chiều lại rộn rã tiếng nói cười. Năm nay cuối cấp, cố mà học để vào đại học, mẹ nói với tôi bằng giọng ấm trầm. Mắt mẹ vẫn không rời mớ tiền trên tay. Nhìn sấp tiền dày vậy chứ toàn tiền lẻ. Hai ngàn năm ngàn mười ngàn gom lại thành sấp mẹ tôi tính toán kỹ càng trừ tiền vốn lời được bao nhiêu mẹ cất vào chiếc hộp gỗ tờ nào theo tờ nấy tôi nhìn mẹ qua ánh nến mẹ tôi hiền lắm mái tóc mẹ xõa một bên vai dù không còn suôn mượt và óng dài nhưng vẫn đủ để khắc đậm hình ảnh của mẹ tôi mỗi sáng tôi thức dậy đi học mẹ gánh hàng rong đi bán trước cổng trường tôi trước công ty may đối diện trường học. Mẹ thường kêu tôi đi trước, mẹ đi sau, hoặc ngược lại. Đi chung với mẹ, bạn bè cười, tội nghiệp con, mẹ tôi nói vậy. Giả bộ rụi rụi, trách gió thổi mạnh làm mắt tôi cay rát, tôi nói, bán hàng rong thì đã sao. Mình sống lương thiện, không hổ thẹn với lòng là được rồi, mẹ ha. Mẹ tôi mỉm cười, tôi thích những khi mẹ cười. Hai mẹ con bước đi đòn gánh trên vai mẹ lắc lư, nắng vàng ngập lối. Chúng tôi đã sống với nhau những tháng ngày bình yên như thế. Ngày mà chúng tôi về con phố này, thuê căn phòng trọ cuối dãy, sâu trong hẻm, là ngày sinh nhật lần thứ tám của tôi. Tám tuổi, tôi chưa biết nhiều về cuộc đời, chưa hiểu vì sao hồi ấy người sinh ra tôi bỏ tôi bơ vơ ở cái chợ còm dưới chân cầu bê tông. Hình bóng người đó cũng đã xa dần trong tôi tự lúc nào tôi không muốn nhắc tới nhưng thi thoảng đầu óc trống rỗng tôi lại nhớ tới và nghĩ vu vơ chắc là người đó không thương tôi như mẹ chứ nếu thương tôi thì đâu nỡ bỏ tôi giữa chợ đời đã nắm lấy tay tôi dù cuộc sống có khổ nghèo dù người đời khinh khi coi thường mẹ dặn tôi không được trách người sinh ra mình dù là trong suy nghĩ có lẽ người đàn bà ấy có một niềm riêng gì đó một nỗi khổ nào đó nên không thể nào bước tiếp cùng tôi mẹ tôi luôn nhân hậu, ngay cả trong suy nghĩ lẫn hành động. Tôi gọi mẹ là mẹ, thương mẹ vô cùng, dù chẳng phải máu mủ ruột già. Nhiều lần nằm bên mẹ, trong những đêm mưa thốc trên mái tôn. Cả dãy trọ vắng tanh, chỉ có ánh đèn đường chăm chỉ hát xuống con đường lát đá mấp mô. Mẹ hỏi tôi con có nhớ mẹ không? Tôi cười đáp, mẹ đang nằm kế bên con mà nhớ gì? Mẹ nói tiếp, không phải, mẹ ruột của con kia tôi lặng đi rồi thì thào con không biết nữa nói nhớ cũng không đúng mà nói quên cũng sai chắc tại lâu quá rồi con không còn nhớ rõ đường nét trên khuôn mặt cả giọng nói và mùi hương trên cơ thể con cũng quên mất tôi gặp mẹ trong nắng chiều nhàn nhạt, nhạt một người phụ nữ lỡ thời bán hàng rong dưới chân cầu đã rửa tay rửa mặt cho tôi khuôn mặt lấm lem vì bùn đất và vì tôi khóc nhiều sau khi lạc mất đôi tay ấm mềm về với mẹ, mẹ thương, mẹ nghèo thật nhưng mẹ sẽ nuôi con nên người tôi không bao giờ quên câu nói ấy khi mẹ ôm tôi vào lòng. Vẫn cái cảm giác ấm áp và hạnh phúc như lần đầu mẹ ôm đứa trẻ cơ nhỡ vào lòng. Có tôi, đôi vai mẹ càng nặng quần. Tuy vậy, chưa bao giờ mẹ để tôi thiệt thòi với chúng bạn. Nắng ửng sau cơn mưa ban trưa. Buổi chiều hầm hập. Mặt trời rùng ràng nửa muốn lặn nửa còn treo trên ngọn cây sau dãy trọ của dân lao động xóm trọ vắng vẻ hơn mọi khi mấy phòng bên cạnh chưa kịp rước con từ nhà trẻ về nên trong hẻm vắng tiếng cười tiếng đếm năm mười mười lăm của tụi con nít chơi trốn tìm tôi ngồi trước cửa nhà học bài và đợi mẹ về thường thì giờ này mẹ đã quẩy gánh hàng rong đi về trên con đường chi chít ổ gà nước đọng sau cơn mưa tiếng xe máy đỗ trước dãy trọ tôi đoán là xe ôm vì người phía trước mặc chiếc áo cũ kỹ phai màu đối lập với sự sang trọng của người phụ nữ ở đằng sau đang từ từ bước xuống gỡ mũ bảo hiểm đưa lại và trả tiền chiếc xe nổ máy chạy ra khỏi hẻm tiếng ống bô khô khan nhỏ dần sau khi đi hết hành lang dãy trọ người đàn bà dừng lại trước mặt tôi chào cháu tôi ngạc nhiên nhưng cũng gật đầu cho phải phép cô tìm ai ạ à? cho tôi hỏi đây có phải là nhà của cháu thơm không thơm con bà bảy bán hàng rong ấy tôi gật đầu ngờ ngợ hỏi lại cháu là thơm ạ à? mẹ cháu đi bán chưa về cô tìm mẹ con cháu có việc gì ạ à? người đàn bà nhìn tôi chân chân vài giây sau tôi thấy mắt bà đỏ hoe rồi bà khóc sướt mướt một dấu hỏi lửng lơ trong đầu tôi cho đến khi tôi nghe được câu thơm con không nhận ra mẹ sao mẹ là mẹ của con đây tôi chết chân trời ơi bao nhiêu năm trôi qua những tưởng nỗi đau ngày nào đã lặn đi trong tôi nhưng giờ đây khi đứng trước mặt người đã sinh ra tôi và bỏ tôi đi thuở tôi còn chưa thể một mình tồn tại trên đời nỗi đau ấy lại trỗi dậy quặn thắt tôi không nói được lời nào có cái gì nghẹn lại ở cổ chỉ có nước mắt giàn giụa và bàn tay đưa về phía người đàn bà để tìm lấy bàn tay ngày nào nắm tay tôi đi khắp các nẻo đường thành phố người đàn bà ngồi bên tôi. Trong nắng chiều chập choạng, bóng tối bắt đầu buông khiến con hẻm sâu nửa tối nửa sáng. Người đàn bà nói với tôi, không phải vì bà không thương tôi, càng không phải vì bà ta cố ý bỏ tôi. Đó chỉ là một cuộc lạc mất không mong muốn. Mẹ đã đi tìm con nhiều ngày sau đó, nhưng không thấy. Mất con, lòng mẹ đau dã rời người đàn bà ôm tôi thật chặt, hôn lên khuôn mặt của đứa con gái đang ở tuổi trưởng thành bà chải tóc cho tôi, nói tôi giống bà thời còn trẻ, nhất là đôi mắt. Còn tôi, tôi thấy mình giống mẹ hơn, dù chúng tôi chẳng phải ruột già. Thơm, con về sống với mẹ đi. Mẹ sẽ xin bà bảy, rồi bù đắp cho bà ấy một số tiền đủ để sống tốt quãng đời còn lại. Về với mẹ, con sẽ không phải chịu khổ. Nghe nói đến đó, nước mắt tôi lá trả. Tôi có phải chịu khổ bao giờ đâu trừ quãng thời gian tôi lạc mất đấng sinh thành ở bên mẹ tuy khó khăn thiếu thốn nhưng tôi cảm thấy vô cùng hạnh phúc tôi thích mỗi sớm lon ton theo sau gánh hàng rong của mẹ mỗi trưa tan học lại chạy ra cổng trường phụ mẹ bán hàng lau mồ hôi trên trán mẹ niềm vui của tôi là được thấy nụ cười trên khuôn mặt dám nắng của mẹ nhìn người đàn bà lòng tôi trống rỗng tôi biết ơn bà vì đã sinh ra tôi trong tim tôi vẫn dành cho bà một vị trí nhất định nhưng tôi sẽ không bao giờ xa mẹ tôi được vì với tôi mẹ và căn phòng trọ này và những chuỗi ngày đã qua đã là cuộc sống của tôi mẹ cứ yên tâm mà sống con vẫn thương mẹ như ngày nào nhưng con không thể nào bỏ mẹ con được có thời gian con sang chơi với mẹ ít ngày còn mẹ con tự lâu rồi con không nghĩ người ấy là mẹ nuôi của con tôi nói vậy nước mắt ứa ra. Người đàn bà nhìn tôi thật lâu, thật sâu. Có lẽ bằng cảm quan của người mẹ, người đã sinh ra tôi, bà hiểu thấu lòng tôi. Bà rời đi khi nắng chiều tắt hẳn, xóm trọ lên đèn, phố đêm lên đèn. Khi chiếc xe ôm vừa nổ máy chạy ra đầu hẻm là lúc mẹ tôi quẩy gánh trở về. Nhìn bóng mẹ thập thững và nụ cười thấp thoáng trên môi, tôi thấy lòng mình bình yên vô cùng. Tôi không kể cho mẹ nghe câu chuyện lúc nãy. Tôi ôm mẹ thật chặt, rụi đầu vào ngực mẹ như thể tôi còn bé lắm. Mẹ ơi! Con thương mẹ! Nhiều lắm! Cũng lâu rồi tôi mới nói với mẹ mình câu ấy. Dù trong lòng chẳng bao giờ nguôi nỗi thương người đàn bà quẩy gánh hàng rong nuôi tôi thành người. Xin mời các bạn nghe buổi đọc truyện đêm khuya trên kênh VOV Live kể chuyện. Quý vị và các bạn thân mến! chương trình vov live kể chuyện hôm nay xin giới thiệu tới các bạn câu chuyện biến mất mời các bạn cùng nghe một buổi sáng như những buổi sáng khác gã dậy sớm rửa mặt thay bộ áo quần đi bộ mang giày và ra khỏi nhà gã một mình mở cửa khóa cửa tiếng sụp sịch của sợi dây xích khóa cổng và ổ khóa va vào nhau nghe thật đơn độc trong buổi sáng vắng lặng từ nhà gã ra bờ sông chừng hơn 500 mét. Sáng nào cũng vậy, gã đi bộ từ nhà ra bờ sông, đi dọc bờ sông gần một tiếng đồng hồ, rồi quay về. Hành trình mỗi buổi sáng của gã dường như không thay đổi, trừ những hôm gã có việc bận hoặc phải đi xa. Đi bộ về, gã vào phòng tắm, ở trong đó chừng 15 phút, ra mặc áo quần, khóa cửa dắt xe đi làm. Cũng sẽ giống như mọi buổi sáng khác nếu như trong lúc nhần nha đi dọc bờ sông, gã không tình cờ dẫm phải một viên gạch lát trên vỉa hè, lối dành cho người đi bộ. Viên gạch đó như mọi viên gạch lát vỉa hè khác nếu như gã không tình cờ dẫm phải nó. Khi mũi giày của gã chạm phải viên gạch, rồi cả cái trọng lượng hơn 60 kg đè lên, có một sự dùng mình từ phía dưới viên gạch. Lề đường đột ngột tách ra một cái hố, cái hố ấy trong chớp mắt đã hút gã xuống nhẹ tênh, thăm thẳm. Sự hút này êm ái và quá bất ngờ, gã chưa kịp nhận ra chuyện gì xảy ra đã thấy mình bị cuốn vào một cõi hun hút, tối đen và thâm u. Gã biến mất nhanh đến nỗi ngay đúng lúc đó, Phía trước gã có một bà cụ già đang khập khiễng chân cao chân thấp bước về hướng gã. Chưa kịp định thần nên thấy gã tụt xuống. Bà cụ lại nghĩ mình hoa mắt. Đúng lúc đó, đằng sau gã có mấy cô gái trẻ. Các cô vừa đi bộ thể dục buổi sáng vừa nói chuyện dâm gian về chiếc máy bay MH17 vừa bị bắn rơi. Về sự độc ác của loài người, nên các cô không thấy gã tự nhiên tụt xuống hoặc già có thấy, các cô cũng không để ý vì các cô đang mải nói chuyện. Mặt đất và cái hố sau khi hút gã xuống, lập tức liền lại y như cũ, sạch trơn, không để lại một dấu vết, như là trò đùa tai quái của gã phù thủy độc ác nào đó. Mặt đất như không hề có sự truyền mình, không có cái hố đột ngột xuất hiện và không có sự biến mất bất thình lình của một người ở thời điểm mặt đất tách ra và hút gã xuống gã vẫn còn là một người đàn ông độc thân có nhà riêng sống một mình và sống kín đáo ít giao tiếp với người chung quanh dù gã ở nhà hay đi vắng hai cánh cổng phía trước vẫn khóa im ìm bằng sợi dây xích sắt và cái ổ khóa to đùng nhìn sợi dây xích sắt với cái ổ khóa trên cánh cổng không ai biết gã đang ở nhà hay đi vắng trong xóm, chỉ ông tổ trưởng dân phố là lâu lâu ghé qua để thu các khoản thuế, các khoản lệ phí, hoặc thông báo đi họp, treo cờ vào ngày lễ. Nhưng vài tháng, có khi nửa năm, ông mới ghé một lần. Ở thời điểm gã biến mất, mẹ của gã đang một mình ở quê. Một làng quê nghèo cách thành phố gã sống gần một ngàn cây số. Gã ít về thăm mẹ, thường thì hai ba năm mới về một lần hàng tháng gã vẫn gửi tiền đều đặn về cho mẹ nhưng bà ít khi động đến những khoản tiền của gã ở quê bà sống nhờ hoa màu cây trái trong vườn lúc trái gió trở trời thì nương nhờ hàng xóm bà không cần nhiều tiền đến vậy buổi sáng sớm hôm ấy bà cũng dậy sớm lúc bà đang đứng thắp nhang trước bàn thờ cha của gã, bà nghe như có cơn dùng mình chạy qua sống lưng. Dùng mình hay ớn lạnh gì đó, thoáng qua và tan đi rất nhanh. Thắp nhang xong, bà ra sân quét lá rụng, bắt đầu một ngày mới, như lệ thường. Ở thời điểm gã biến mất, ngoài mẹ ra, Người thân thiết duy nhất của gã có thể tính đến là cậu con trai trẻ hơn gã chừng 10 tuổi, có nụ cười sáng bừng không cưỡng nổi, mỗi khi cậu nhìn ai đó và cười. Gã mê cậu trai trẻ này cũng bởi nụ cười sáng bừng kia và cuộc tình của họ, tạm gọi là cuộc tình, kéo dài được gần 3 năm. Gã không muốn mọi người chung quanh biết nhiều về cậu trai trẻ nên họ rất ít khi gặp nhau và thường gặp nhau trong bí mật thỉnh thoảng cậu có đến ngủ lại ở nhà gã thường đến vào lúc nửa đêm và ra về khi sáng sớm những khi không ở bên gã cậu trai trẻ kia còn có những mối tình khác ở những nơi khác vào buổi sáng gã biến mất cậu đang ở với một người khác trong một căn phòng khác sau một đêm hoan lạc cậu mệt nhoài ngủ dậy muộn cậu không cảm thấy dùng mình hay ớn lạnh, một chút cũng không có, cậu không cảm thấy gì cả. Còn một người nữa, cô gái được biết đến là bạn gái của gã, gá. cô quen biết gã gần một năm nay, cô ngoài ba mươi, cần gã với tư cách là người đàn ông của đời cô, người sẽ cùng cô phối ngẫu. Sẽ cùng sống đời sống vợ chồng như bao cặp vợ chồng khác và cô sẽ có những đứa con. Cô muốn có chồng vì cô đến tuổi phải lấy chồng rồi, và lại, cô cũng muốn có những đứa con. Đàn bà, theo lời mẹ cô, chỉ có thể đến được cái đích của cuộc đời mình khi sinh hạ những đứa con. Khó có thể gọi quan hệ của cô với gã là tình yêu, mặc dù nó mặc định na ná như vậy cũng khó có thể gọi cô là bạn gái của gã dù mọi người chung quanh vẫn nghĩ như vậy họ nghĩ cô với gã sẽ cưới nhau vào một ngày tương lai rất gần ngay cả cô cũng tin rằng sớm muộn gì gã với cô cũng sẽ cưới nhau sẽ sống đầm ấm hạnh phúc như những cái kết có hậu trong chuyện cổ tích và sẽ có những đứa con chỉ có một mình gã là chưa nói gì với cô về đám cưới thỉnh thoảng vào những buổi tối, gã rủ cô đi uống cà phê ở những quán vắng vẻ đầy mũi nhìn ra sông, hoặc đi siêu thị với nhau khi gã muốn mua sắm món đồ nào đó lặt vặt trong nhà. Có khi, họ còn đi coi phim. Trong bóng tối nhờ nhờ của dạp chiếu phim, thỉnh thoảng gã nắm tay cô, siết nhẹ, lâu lâu, gã còn hôn lên má cô, cũng thật nhẹ. Môi gã ướt rượt chỉ hôn nhẹ lên má cô thôi cũng kịp để lại vệt gì đó mát lạnh như là hơi nước hay hơi gió thoảng cô không rõ lắm cô chưa từng đòi hỏi gì ở gã chỉ tận tụy và cung cúc dù thỉnh thoảng cô cũng có băn khoăn tự hỏi những lúc không có cô gã có nhớ cô không sao gã chưa bao giờ cuồng nhiệt với cô như những người đàn ông khác với người đàn bà của họ cô không thấy buồn cũng không vui, thật sự cô không nghĩ ngợi gì nhiều. Vài tuần một lần, cô đến giúp gã dọn dẹp ngôi nhà, tưới mấy chậu hoa, ủi giúp gã mấy bộ quần áo, hoặc nấu một món gì đó để hai người cùng ăn. Những lúc được ở bên gã, cô chẳng mong ước gì hơn. Chỉ cần gã nhìn cô, hoặc nói điều gì đó vu vơ với cô là cô thấy ấm lòng. Vậy là đủ đủ để cô tin rằng gã là người đàn ông của cô suốt đời. Vào buổi sáng gã biến mất, cô đang ngồi soi gương. Cô trải mái tóc dài gần chấm lưng, đưa tay sờ lên mặt, miết nhẹ tay lên hai mí mắt. Mỗi buổi sáng ngồi trước gương, miết tay lên hai mí mắt, cô lại phát hiện có thêm vài vết nhăn nho nhỏ. Mình sẽ không chờ ảnh nữa, mình sẽ nói chuyện về đám cưới với ảnh nhất định mình sẽ nói đã từng rất nhiều lần cô ngồi trước gương quyết tâm sẽ nói với gã về đám cưới của hai người nhưng rồi cô sợ gã lạnh lùng với cô sẽ biến mất một vài ngày một cách khó hiểu như đã từng có vài lần trước đó và luôn luôn trong những lần giận nhau cô luôn là người chủ động làm hòa buổi sáng hôm đó cô không cảm thấy gì cả. Dù chỉ là một cơn dùng mình hay ớn lạnh hay một cái máy mắt. Vào buổi sáng gã biến mất, tất nhiên biến mất rồi thì không về nhà được nữa, không vào phòng tắm. Ở trong đó chừng 15 phút, rồi mặc áo quần, khóa cửa, dắt xe đi làm được nữa. Ở bên ngoài nhìn vô ngôi nhà, hàng xóm không ai biết là gã đã biến mất không còn về nhà không mở cổng khóa cổng không còn tiếng sục sịch của sợi dây xích khóa cổng và ổ khóa va vào nhau đơn độc trong những buổi sáng vắng lặng ông tổ trưởng dân phố vài tháng mới ghé một lần còn lâu ông mới biết cũng buổi sáng hôm đó ở nơi gã làm việc đến gần 10 giờ sáng mà không thấy gã đến đồng nghiệp của gã có xôn xao hỏi nhau xôn xao bàn tán được một lúc rồi cũng ai về làm việc nấy đến chiều không thấy gã đến cơ quan mọi người nghĩ gã ốm đột xuất ông trưởng phòng gọi điện thoại cho gã nhưng máy ngoài vùng phủ sóng sáng hôm sau chiều hôm sau và vài sáng hôm sau chiều hôm sau nữa ông trưởng phòng thỉnh thoảng có gọi máy vẫn ngoài vùng phủ sóng được chừng một tuần ông thấy mệt không gọi nữa cuộc họp đầu tháng kế tiếp không thấy tâm tích gã ông báo cáo sếp là gã biến mất không lý do sếp cử người đến nhà gã đứng bên ngoài nhìn vô cửa vẫn khóa như bình thường ý ới mấy tiếng mà không thấy gã đâu sếp kết luận là gã bỏ nhiệm sở không lý do khi kết luận vậy sếp thấy nhẹ người vì đã tìm ra lý do hợp lý để nhét thằng cháu vợ vào ngồi chỗ của gã Sếp thấy nhẹ người, vì từ đây, sếp sẽ khỏi phải nghe bà vợ giả nhăn nhó, cằn nhằn. Chưa đầy ba tháng sau, không thấy gã xuất hiện, thằng cháu vợ của sếp đường đường đến dọn dẹp, đặt laptop, vật dụng cá nhân lên bàn làm việc của gã. Đồng nghiệp tất nhiên là có bàn tán xôn xao, nhưng chỉ bàn được khoảng hơn tuần thì chán, rồi quên không ai cảm thấy thiếu thiếu khi vắng gã dù thỉnh thoảng cũng có vài người nhắc đến tên gã cậu trẻ trai có nụ cười khó cưỡng tạm gọi là người yêu kia lâu quá không thấy gã gọi cậu giận dỗi tức tối cậu nhắn tin gọi điện thoại cho gã liên tục mấy ngày máy của gã vẫn gọi ý e cậu giả bộ đi ngang qua nhà đứng ở ngoài nhìn vô ngập ngừng một chút rồi đi sợi xích sắt với cái ổ khóa to đùng vẫn còn y nguyên cửa vẫn đóng nhưng gã thì bạt tăm cậu có băn khoăn đôi chút không biết ảnh có bị gì không cuối cùng cậu bỏ đi trong lòng có chút ngậm ngùi có chút vương vướng nhưng cậu còn có những cuộc vui những người thú vị những đêm hoa lạc đang chờ cậu cô bạn gái hiền lành kia ghé đến nhà gã ngay hôm sau buổi sáng gã biến mất cô đến vì cô sực nhớ là cô đã bỏ quên cái áo khoác ở nhà gã và cô muốn lấy lại cái áo chớ không phải cô cảm thấy bất an hay có điều gì khác là vài hôm sau nữa rồi vài hôm sau nữa nhớ đến cái áo cô lại đến nhưng cửa vẫn khóa như lâu nay vẫn khóa với sợi xích sắt cô gọi cho gã máy gã ò ý e cô tiếc cái áo cũng thấy buồn vì không được nhìn thấy gã dĩ nhiên cô không thể không buồn một chút nào cô cũng có giận cô không thể không giận một chút nào nhưng rồi cô quên ngay tính cô không để tâm được điều gì lâu cô bắt gặp mình cũng có đôi lúc nhớ gã lâu dần cô không biết mình nhớ tới gã vì gã là người đàn ông của mình hay vì đời cô không có người đàn ông nào khác một cách không chủ đích gã từ từ phai dần trong cô như một giấc mơ hết mơ thì phải tỉnh mình mệt rồi mình chán có chồng mình chán đàn ông rồi cô ngồi giữa những khoảng trống tự nhủ và không nghĩ ngợi gì cô vốn không nghĩ ngợi được điều gì lâu và người mẹ phải đến gần hết năm, mùa Tết đến, bà mới nhớ tới cậu con trai lang bạc quên mất đường về của mình. Bà đã quen với việc cậu con trai bỏ đi biển biệt, không về, không một lời hỏi thăm. Lâu lâu bà mẹ có giấy biêu điện gọi ra nhận tiền con trai gửi về. Nhưng có lúc bà đi nhận, có lúc không. Bà sống với hàng xóm cũng quen lâu dần bà quên mất mình đang có một đứa con trai. Ngày Tết cũng như ngày thường, rồi những ngày dỗ chồng. Bà lầm lũi một mình đi ra đi vô trong căn nhà với cái bàn thờ lạnh ngắt. Sáng sáng, bà đứng trước bàn thờ chồng thắp nhang, như một thói quen hơn là một nghi lễ. Thỉnh thoảng, bà có những cơn dùng mình hay ớn lạnh gì đó, bà cũng không cảm nhận được rõ ràng ở tuổi bà, những cơn dùng mình ớn lạnh đến càng nhiều hơn, hơi đâu mà để ý. Mỗi buổi sáng, thắp nhang xong, bà ra ngoài sân quét lá rụng, bắt đầu một ngày. Ngoài sân lá rụng quanh năm, nên quanh năm. Buổi sáng nào bà cũng quét lá. Mùa thu, lá rụng nhiều. Sang xuân, lá rụng thưa dần bà dường như quên mất cảm giác chờ đợi mà mùa xuân thì hãy còn xa lắm các bạn thân mến chương trình đọc truyện đêm khuya đến đây xin được khép lại cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe thân ái chào tạm biệt